Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn bàn giao nhà cho hộ nghèo trên địa bàn phường Ninh Hải. Trường tiểu học Trường Lâm xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 12, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy và lãnh đạo ngành y tế. Theo báo cáo, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, thị xã Nghi Sơn ghi nhận 346 ca mắc COVID-19. Đa phần các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, còn 92 bệnh nhân không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Toàn thị xã có 154 trường hợp đang cách ly tập trung và gần 2.600 trường hợp đang cách ly tại nhà. Đối với công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay, người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 97,6%, tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 3 mũi vaccine đối với vaccine Abdala đạt gần 70%. Phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại thị xã Nghi Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn đã kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu thị xã không chủ quan bởi thị xã Nghi Sơn vẫn được xác định là địa bàn trọng điểm, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập, lây lan là rất cao. Ngoài ra, không loại trừ khả năng vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn tăng cường giám sát hoạt động xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại các địa phương, đơn vị, nhất là tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo việc xét nghiệm tầm soát được thực hiện thường xuyên theo quy định, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm quy định của Bộ Y tế về thực hiện cách ly y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu thị xã Nghi Sơn phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao độ công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới, nhất là trong dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch, phụ trách các địa bàn để chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch tại cơ sở, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng các vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho thị xã Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa 26 lần thứ 8 mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Phú, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021, dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện có những thuận lợi, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm AH5N6 trên đàn gia cầm đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng khá,
an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,87% trong nhóm đứng đầu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 79.435 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 32.320 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 796,8 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 69,5% dự toán tỉnh giao, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 3,09% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 57.921 tấn, tăng 15,8% kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân đạt 53,5 tạ trên hecta. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trong năm đã ban hành quyết định thu hồi đất cho 4.546 lượt hộ, phê duyệt phương án bồi thường là 647,9 tỷ đồng trên 4.811 lượt hộ. Bàn giao mặt bằng ước cả năm đạt 429,79 hecta tại 87 trên 101 dự án, đạt 98,42% kế hoạch, tăng 0,56% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, trong năm có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 59,8%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội được quan tâm, ngành y tế đã tập trung tham mưu triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thị ủy đã bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và quyết định những chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức Đảng, kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, của thị ủy trên các lĩnh vực, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân sau bầu cử. Thường trực Thị ủy đã trực tiếp làm việc với cán bộ chủ chốt của 11 xã phường để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời có biện pháp để lãnh đạo chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém. Bên cạnh đó, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận cũng được thực hiện tốt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị từ thị xã đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, phân tích, làm rõ về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của thị xã trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu trong năm 2022, cũng như đề nghị thị xã cần có những giải pháp cụ thể trong phát triển đô thị, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển. Đề nghị thị xã cần tiếp tục quan tâm đến việc hỗ trợ về kit test nhanh kháng nguyên phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm xử lý dứt điểm những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần có các giải pháp cụ thể trong việc xây dựng phường văn minh, đô thị văn minh. Quan tâm công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch,
đã vượt qua khó khăn, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân thị xã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã và các xã phường cần tập trung nghiên cứu quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh và thị xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong phòng chống dịch, trong đó trọng tâm là tập trung xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 từ nay đến sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nắm chắc di biến động dân cư, chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị từ thị xã đến cơ sở tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế, trước hết là phát triển sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo sản xuất trồng trọt đúng khung lịch thời vụ và đảm bảo cơ cấu giống, đồng thời quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Các xã phường ven biển tăng cường quản lý việc khai thác, đánh bắt và kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn khi có bão. Đẩy mạnh công tác tích tụ tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, khắc phục tình trạng nuôi thủy sản tự phát, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của thị xã. Vì vậy, cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được giao. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã cần xây dựng kế hoạch để khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm đến công tác phát triển đô thị, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục vừa nâng cao chất lượng dạy và học, vừa thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 tại các nhà trường. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch trong lĩnh vực văn hóa, quan tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp thu, quán triệt nghiêm các quy định mới của Trung ương, của tỉnh, tổ chức sắp xếp kiện toàn cán bộ, triển khai các giải pháp phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngày 15 tháng 12, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sự hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thị xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thị xã. Xác định rõ vai trò tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh năm 2021, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đề cao cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Trong năm 2021, Công an thị xã đã ban hành 26 thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng được 47 bản tin an toàn giao thông, tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng, đội viên đội phòng cháy chữa cháy, ban quản lý chợ, các hộ tiểu thương, cán bộ ngân hàng, các chủ tàu thuyền trên địa bàn, thu hút 671 người tham gia một buổi tuyên truyền kiến thức về trật tự an toàn giao thông, thu hút 1.200 người tham gia. Lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo,
giai đoạn 2017-2021, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật biên giới quốc gia, luật biển đảo Việt Nam, hiệp định phân định Bắc Bộ, hiệp định nghề cá. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào công giáo, được triển khai có hiệu quả, đã xây dựng mới 6 mô hình camera giám sát gắn với đảm bảo an ninh trật tự tại 6 xã phường, tiếp tục củng cố 136 tổ tự quản về an ninh trật tự, 45 tổ tàu thuyền an toàn. Tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã quán triệt chỉ thị số 12 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, triển khai kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 thị xã về đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các lực lượng vũ trang, các xã phường trong công tác quốc phòng an ninh năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, biến thể mới và diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn, hoạt động của một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng. Trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiều dự án, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng là rất lớn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị cấp ủy chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Đề nghị cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị, các ngành lực lượng vũ trang để chúng ta thực hiện tốt một số những nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Một là tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cấp về quốc phòng an ninh và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tập trung chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các lực lượng phản động chống phá cách mạng để làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thứ hai là duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát bổ sung điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, các kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện lớn, các công trình, các dự án trọng điểm và xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và hình thành điểm nóng, tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, an toàn xã hội và kiềm chế tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường ổn định phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã. Thứ ba là tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, kiện toàn ban chỉ huy quân sự, công an xã, phường, các tổ, trạm biên phòng, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và kết hợp với đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Thứ tư là tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối để góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc là nền tảng để xây dựng cơ sở cụm an toàn, làm chủ sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự tại các xã phường, các tổ dân cư và tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông,
và thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp kiềm chế về tai nạn giao thông và công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thị xã. Thứ năm là các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, thị xã và các xã phường để lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2022 đạt hiệu quả cao, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân năm 2022 và công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã năm 2022 theo kế hoạch. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội để triển khai giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng theo các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thứ sáu là tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và trọng tâm là tăng cường quản lý cư trú và nắm chắc di biến động dân cư, thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch đối với người lao động, công dân trở về từ các địa phương và chủ động tham mưu tổ chức lực lượng phối hợp với các ngành chức năng, với cấp ủy, chính quyền các xã phường để ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh khi phát sinh ca bệnh tại địa bàn. Về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân thị xã thì đã ban hành một chỉ thị và hai kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thì đề nghị các ngành, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị và các xã phường thì chúng ta phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp giải pháp đã đề ra trong chỉ thị và trong các kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để tổ chức, cá nhân và nhân dân biết để thực hiện. Lực lượng công an, quân đội, quân sự, biên phòng nắm chắc tình hình cơ sở, mở đợt cao điểm để tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là tội phạm về trộm cắp tài sản, về sử dụng trái phép chất ma túy, về các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo và vật liệu nổ. Cấp ủy chính quyền các xã phường phải phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi, các trường hợp gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái để đảm bảo bình ổn giá cả thị trường trong cái dịp Tết Nguyên đán và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ và kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định để đảm bảo cho mọi nhà, mọi người được bình an, vui xuân, đón Tết. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhân dịp này, 16 tập thể và 15 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh năm 2021. Ngày 14 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đại diện các ngành đoàn thể và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường. Thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nghị quyết số 58 NQTU của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với tinh thần tương thân tương ái, các cơ sở hội bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền mặt, ngày công, con giống, trị giá 228.705.000 đồng, giúp cho 152 hội viên phụ nữ khó khăn, phối hợp tổ chức được 2 lớp dạy nghề thủ công đan đèn bàn cho 60 hội viên phụ nữ tại phường Hải An và Hải Yến, phối hợp với các ngân hàng, tranh thủ các nguồn vốn quốc gia tạo việc làm do Trung ương hội hỗ trợ.
Tổ chức Tài chính Vi mô Thanh Hóa, Quỹ tìm và hoạt động xây dựng Tổ Phụ nữ Tiết kiệm, Quỹ hội. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, dư nợ vốn vay do Hội Phụ nữ quản lý 932 tỷ đồng với 22.482 thành viên. Mô hình đàn bò tình thương tiếp tục được nhân rộng. Trong năm, trao 20 con bê sinh sản hỗ trợ 20 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng tổng số 96 con bê sinh sản. Đồng thời tiếp tục triển khai mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường ở các cơ sở hội, nâng tổng số 49,6 km đường hoa ven đường. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn và các cấp hội cơ sở phát 51.728 tờ rơi, 920 hộp khẩu trang y tế, 426 chai nước sát khuẩn, 213 bánh xà phòng, 3.256 kính chắn giọt bắn, làm điểm rửa tay sát khuẩn tại các chợ trên địa bàn thị xã. Ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, các khu cách ly, chốt kiểm dịch trên địa bàn tổng giá trị 289 triệu đồng, ủng hộ 26 triệu 500 nghìn đồng, ủng hộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng tuần lễ, hướng về thành phố mang tên Bác, hội phát động ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 433 triệu đồng, thăm động viên các gia đình y bác sĩ tình nguyện tham gia phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam trị giá 11 triệu đồng, hỗ trợ với phụ nữ các cấp nấu 1.125 suất cơm tại khu cách ly, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đi qua thị xã Nghi Sơn, hội đã thành lập đội nữ tình nguyện viên gồm 117 chị và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã trực 24/24 giờ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia phân luồng, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, đầu mối với đơn vị tiếp nhận công dân. Các hoạt động nhân đạo được hội quan tâm, nhân dịp các ngày lễ Tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức thăm hỏi và tặng 1.286 xuất quà, trị giá 465 triệu 100 nghìn đồng, hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà máy ấm tình thương với tổng trị giá 340 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuyên truyền vận động nhân dân quyên góp cho công tác phòng chống dịch và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Tổ chức quán triệt, tập trung triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ hội viên phụ nữ về các nội dung cơ bản về nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị để nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân các vùng có dự án giải phóng mặt bằng đồng thuận cao để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo nâng cao trình độ năng lực cho các đội ngũ cán bộ các cấp tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đặc biệt quan tâm đến cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Nghi Sơn thời đại mới và cuộc vận động 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời quan tâm phát triển hội viên phụ nữ trong các doanh nghiệp tư nhân. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2021. Chiều ngày 13 tháng 12, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Ninh Hải, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thị xã Nghi Sơn năm 2021. Theo đó, phường Ninh Hải đã nhận được hỗ trợ cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Lê Thị Tâm, tổ dân phố Sơn Hải,
và bà Mai Thị Mến, tổ dân phố Thống Nhất. Đây là hai trường hợp phụ nữ đơn thân, mẹ đơn thân bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Mỗi hộ gia đình đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Nghi Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã hỗ trợ 15 triệu đồng, Công ty xi măng Nghi Sơn hỗ trợ 20 tấn xi măng cùng với sự hỗ trợ của anh em người thân để hoàn thiện ngôi nhà. Trong đó, hộ bà Lê Thị Tâm đã xây dựng ngôi nhà cấp 4, diện tích 27m² với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Hộ gia đình bà Mai Thị Mến xây dựng ngôi nhà 40m² với kinh phí 130 triệu đồng. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Nghi Sơn đã hỗ trợ kinh phí cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan đơn vị để xây dựng nhà cho hai hộ nghèo tại phường Ninh Hải. Hai ngôi nhà ngoài ý nghĩa về mặt vật chất còn mang ý nghĩa tinh thần nhân văn về truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Đồng thời mong các hộ gia đình sau khi có nhà ở kiên cố yên tâm sản xuất phát triển kinh tế, vượt qua bệnh tật khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Tùng Lâm đã có 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, nguồn lây từ công ty giấy Anora. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã đã triển khai kịp thời công tác truy vết. Đến thời điểm này có 157 trường hợp F1 và 513 trường hợp F2, trong đó đưa 12 trường hợp F1 có nguy cơ cao đi cách ly tập trung tại khu cách ly của thị xã, các trường hợp F1 nguy cơ thấp và F2 thực hiện cách ly tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tùng Lâm đã và đang tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe và quan tâm tới các trường hợp cách ly tại nhà. Với các biện pháp được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Ngay sau khi mà nhận được cái thông báo của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về các trường hợp dương tính, thì Ủy ban Nhân dân xã, Ban phòng chống dịch, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch xã Tùng Lâm đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để truy vết các đối tượng F1 và F2. Đối với các đối tượng F1 thì kiểm tra đối tượng nào đủ điều kiện cách ly ở nhà thì báo cáo xin ý kiến với Trung tâm Y tế. Còn trường hợp nào không đủ điều kiện thì làm thủ tục hồ sơ đề nghị để đưa đi cách ly tập trung. Đối với các trường hợp F1 mà cách ly tại nhà thì xã tiến hành cho phun độc, tiêu độc khử trùng và các biện pháp răng dây, rồi dán biển cách ly, triển khai để giao cho tổ giám sát và các đồng chí trong ban chỉ đạo được phân công các địa bàn tập trung để tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện. Yêu cầu các trường hợp F1, F2 là chấp hành nghiêm quy định về cách ly y tế tại nhà. Trường tiểu học Trường Lâm được xây dựng từ năm 2002. Qua nhiều năm sử dụng, đến nay trường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học của cô và trò nhà trường. Trường tiểu học Trường Lâm được chia thành hai khu, khu A và khu B. Năm học 2021-2022, nhà trường có 31 lớp với 1.202 học sinh, 42 cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay, tại khu A và khu B, các dãy nhà lớp học đã xuống cấp, các hạng mục công trình phục vụ cho dạy và học vừa thiếu vừa hư hỏng, như tường tại các lớp học bị nứt, thấm rột, mốc rêu, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, nhiều cánh cửa đã bị mối mọt, không thể mở cửa vì có thể rơi bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến học sinh. Không những vậy, nên một số phòng học cũng bị bong chóc, lún nứt, khuôn viên trường không còn phù hợp nên học sinh không có nơi vui chơi sau những giờ học, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động ngoài giờ của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn thiếu phòng học bộ môn, khu quản trị, thư viện, riêng khu B thiếu nhà vệ sinh, cổng trường. Trước thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp như thế này thì thay mặt ban giám hiệu nhà trường thì tôi xin đề nghị với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn một số vấn đề như sau. Thứ nhất là cải tạo lại 10 phòng học khu A và 6 phòng học khu B, cộng với là cải tạo khuôn viên nhà trường, trong đó có cổng trường khu A, cổng trường khu B, cũng như là sân trường khuôn viên của nhà trường để cho các em chơi cho đảm bảo xanh sạch đẹp và an toàn. Cộng với là đề nghị với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn là bổ sung xây lại cái khu nhà quản trị, gồm có các cái phòng học chức năng và phòng họp cho giáo viên, cũng như là thư viện và các cái phòng chức năng khác để chúng tôi đảm bảo thực hiện được các cái chương trình dạy học và nhất là cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông gây ra. Trong thời gian từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường phức tạp tại ngã ba, ngã tư nhằm nhắc nhở tuyên truyền tới người dân về luật giao thông, đồng thời tuyên truyền về luật giao thông trên hệ thống loa truyền thanh của thị xã và trên xe chuyên dụng của đội để người dân nâng cao nhận thức về các vi phạm khi tham gia giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã cũng kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A, người điều khiển phương tiện chưa đủ 14 đến 16 tuổi, vi phạm nồng độ cồn. Qua đó phát hiện và lập biên bản 194 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước số tiền 73 triệu đồng, tước phù hiệu 4 trường hợp, tạm giữ phương tiện 7 trường hợp. Thực hiện mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đội đã phát hiện và lập biên bản 12 trường hợp xe quá tải, nộp ngân sách nhà nước số tiền 29 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12, trên địa bàn thị xã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.